Không được, khá nguy hiểm. Như vậy là tỷ số được mở 1-0 cho cao thủ Basunhara. Rất bất ngờ, thủ thành Zoyanyam Mizokhis Mamakhonov đã lên cao trong tình huống vừa rồi. Đó là bàn thắng có vẻ như có phần may mắn dành cho cao thủ Basunhara. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống quay chậm. Cú phá bóng, chính xác là cú phá bóng. Đây có lẽ được tính là một bàn đốt lưới nhà của cao thủ Mazia. Cú phá bóng vô tình lại là trở thành một cú đá thẳng với khung thành. Bàn thắng có lẽ được tính cho thủ mạo số 5 Mohamed Irfan, đội trưởng của câu lạc bộ Mazia. Phá bóng và ghi bàn rất đẹp mắt.